Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp claim 5 triệu token có hiệu là Sari nè các bạn. Đây hệ sinh thái của chó nè các bạn. Thì hiện tại dự án này nó sẽ list cho sàn Binance Swap vào 21 ngày nữa các bạn. Thì hiện tại nó trong chương trình bán hàng VSL với giá các bạn mua min tối thiểu là 0.04 BNB thì các bạn sẽ nhận được 600 triệu token Sari nè các bạn. Khoan để mình qua mình coi website nè các bạn. Thì hiện tại website của nó nè các bạn, thì nó dịch vụ thúc đẩy cộng đồng minh bạch, giao dịch thương mại bằng cung cấp an toàn phí giao dịch. Thì hiện tại dự án này nó có ra map đàng hoàng nè các bạn. Quý 1 thì xây dựng đội nè, quý 2 khai thác hợp đồng thông minh BTMS khuyến mại tiếp thị hàng không nè. Quý 3 là bán cái cây buôn bán công chúng. Hiện tại quý 4 thêm danh sách trao đổi nè các bạn. Thì để claim được con này các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình mở trình duyệt cái chút wallet mình ra nha các bạn. Chọn chuột dash nè. Các bạn dán vào đây nè. Thì hiện tại giá BNB rất là tụt, giá sắp bị sập các bạn. Nên các bạn nên lưu trữ những cái đồng coin các bạn. Chờ nó lên thì mình xả ra các bạn. Rồi các bạn connect như các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim here nè. Rồi bấm kết nối nha. Các bạn sẽ tốn là phí mạng là 0.0004 BNB khoảng 0.14 đô các bạn. Khá là rẻ luôn, mong bấm chấp thuận. Thì mình đã dày hơn 5 triệu token Sari nè các bạn. Thì các bạn chỉ việc copy con chắc của nó với một link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nè. Các bạn mở ra các bạn, Sari token. Đâu ta? Đâu rồi ta? Này các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 5 triệu token Sari đến đây cũng kết thúc các bạn. Sau này con này nó có tăng giá mình sẽ làm cái video thông báo cho tất cả các bạn. Vậy video đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn và những video clip tiếp theo từ mình nhé.